Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới lúc 10 giờ ngày 25 tháng 9 ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng 241 km về phía đông đông nam, cách Quảng Ngãi 165 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 đến 15 km một giờ. Dự báo ngày và đêm ngày 25 tháng 9 ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngày 26 tháng 9, vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Theo đề án nâng cao năng lực trung tâm cấp cứu 115 theo hướng chuyên nghiệp, giai đoạn từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét phê duyệt. Thay vì chỉ có một trung tâm cấp cứu như hiện nay, thành phố sẽ phát triển thành 3 trung tâm cấp cứu tương ứng với 3 cụm y tế chuyên sâu. Đó là trung tâm cấp cứu 115, cụm trung tâm cấp cứu 115, cụm Tân Kiên và trung tâm cấp cứu 115, cụm Thủ Đức. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức đã đồng tình và ủng hộ việc mở thêm trung tâm cấp cứu tại cụm Thủ Đức và đã có kế hoạch bổ sung quy hoạch đất cho trung tâm cấp cứu đặt tại cụm này. Bên cạnh đó, Trung tâm cấp cứu 115 mở thêm 2 trạm cấp cứu vệ tinh đường thủy và đường hàng không. Theo kế hoạch, một trạm cấp cứu đường thủy sẽ hình thành tại huyện Cần Giờ với sự phối hợp và hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Tương tự, việc hình thành trạm cấp cứu đường hàng không trên địa bàn thành phố với sự phối hợp và hỗ trợ của Bệnh viện Quân y 175, nơi sẵn có bãi đáp trực thăng phục vụ cấp cứu đường hàng không đã đi vào hoạt động, cũng hoàn toàn khả thi trong thời gian sắp tới. Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về những khó khăn trong công tác xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường xen cài trong khu dân cư. Theo Sở Tài nguyên Môi trường, khi thực hiện thí điểm xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn khu phố 4, phường Đông Hương Thuận, quận 12 đã phát sinh nhiều vấn đề khó khăn như các cơ sở bắt buộc tự ngưng hoạt động nhưng không chấp hành, chậm triển khai việc xây dựng nhà xưởng tại vị trí mới, có hành vi đối phó, tháo dỡ niêm phong, không chấp hành quyết định xử phạt. Những hành vi chây ì của các cơ sở vi phạm đã gây bức xúc cho người dân và gây khó khăn cho đơn vị xử lý. Vì vậy, Sở Tài nguyên Môi trường kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét trình các cấp có thẩm quyền bổ sung biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính như ngừng cung cấp điện, nước cho công đoàn sản xuất của cá nhân, tổ chức vi phạm về môi trường để buộc các chủ thể phải tự khắc phục hậu quả. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản phê bình, chấn chỉnh các hạn chế thiếu sót đối với tập thể cá nhân thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom liên quan đến các sai phạm tại dự án khu dân cư Tân Thịnh thuộc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Thanh tra tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định. Tổng hợp báo cáo, trong đó có nội dung chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh. Trước đó, việc triển khai dự án khu dân cư Tân Thịnh hơn 18 hectare để xảy ra hàng loạt sai phạm về đất đai và xây dựng 680 biệt thự, nhà liên kế trái phép cùng 13 tổ chức, hơn 20 cá nhân liên quan đến sai phạm và Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 bị can liên quan. Sáng ngày 25 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại giai đoạn 2 dự án xây dựng cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Trong các bị cáo có ông Mai Tuấn Anh, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam, gọi tắt VEC, và Trần Văn Tám, cựu Tổng Giám đốc VEC. Theo cáo trạng, dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi là công trình trọng điểm quốc gia do VEC làm chủ đầu tư, tổng chiều dài gần 140 km gồm 2 giai đoạn.
Tuy nhiên, khi vừa đi vào sử dụng, đường cao tốc trên xuất hiện rất nhiều điểm hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới vận hành khai thác, an toàn giao thông, gây bức xúc trong nhân dân. Các vi phạm tại giai đoạn 1 đã được xử lý với 35 người Việt và 1 người Nhật Bản bị xử lý hình sự. Trong giai đoạn 2, 22 người trong vụ án cùng nhiều người khác không tuân thủ quy định từ khâu lựa chọn vật liệu, thiết kế trộn, thi công. Khi nghiệm thu, các bị cáo không đo đạc đầy đủ và có những hạng mục được nghiệm thu dù vắng mặt đại diện ban quản lý dự án. Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 460 tỷ đồng tại giai đoạn 2, dài 74 km. Cơ quan điều tra còn xác định có 27 đối tượng người nước ngoài có hành vi phạm tội liên quan các gói thầu thuộc giai đoạn 2 dự án. Các đối tượng này sẽ được tách hồ sơ xử lý sau. Trong phần thủ tục tại tòa sáng nay, một bị cáo cấp cứu đau ruột thừa. Tòa quyết định hoãn phiên tòa và sẽ mở lại vào ngày 16 tháng 10. Ngày 25 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hên, sinh năm 1996, ngụ quận 8 và Lại Chí Thành, sinh năm 1995, ngụ tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Trước đó, Hên là trưởng nhóm vận hành địa điểm kinh doanh Bình Chánh ở ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh và Thành là nhân viên tư vấn giao nhận, được giao nhiệm vụ vận chuyển điện thoại di động để giao cho khách, đã bàn bạc chiếm đoạt số điện thoại di động cất giữ ở địa điểm kinh doanh Bình Chánh của công ty. Lợi dụng sơ hở trong quá trình thực hiện giao hàng bằng việc quét mã vạch trên vận đơn qua ứng dụng của công ty, cả hai đã báo cáo giao hàng thành công nhưng thực tế không giao hàng cho khách. Tổng tài sản cả hai chiếm đoạt được hơn 2,3 tỷ đồng. Sáng ngày 25 tháng 9, Công an thành phố Thủ Đức đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ nghi án nữ giúp việc dùng xăng tự thiêu khiến một người tử vong. Theo đó, khoảng 2 giờ 10 phút cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng cháy ở căn nhà trên đường số 2, khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nên hô hoán dập lửa nhưng không thành. Lúc này trong nhà có hai vợ chồng và người con phát hiện cháy nên trèo qua nhà hàng xóm để thoát nạn. Một lúc sau, ngọn lửa được lực lượng công an thành phố Thủ Đức dập tắt. Qua kiểm tra, công an phát hiện có một thi thể nữ tại tầng trệt căn nhà. Kết quả điều tra xác định, nạn nhân sinh năm 1962 là giúp việc của gia đình này. Từ lời khai của chủ nhà, công an nhận định nạn nhân tẩm xăng tự thiêu dẫn tới cháy căn nhà.